Hello mọi người, hôm nay mình sẽ chơi con game Anime Defender này nhé mọi người. Thì game này mấy nay tôi thấy nó rất là hot luôn mấy ông ơi. Thì mới từ đầu vào thì mấy ông sẽ spam ở ngay chỗ cái khúc trung tâm như thế này. Thì mới vào tôi thấy map này nó rất là rộng và đặc biệt cái đồ họa nó rất là đẹp luôn mấy ông ạ. Thì ạc này tôi cũng chơi game này được khoảng cỡ được gần 4 ngày rồi mấy ông. Nhưng mà chủ yếu một tí thì mình phải buy to win mấy ông ạ. Còn mấy ông nào mà chưa biết chỗ buy to win để có nhiều unit xịn như tôi thì mấy ông truy cập vào tiểu sử của tôi nhé mọi người. Ok anh em nhá. Thì đầu tiên vào thì anh em muốn mà random unit á thì anh em phải chạy lại ngay chỗ cái summon này nhé mọi người. Đây là cái summon màu tím tím này nhé mọi người nha. Mọi người vào đây để mọi người summon nha. Thì để mà summon ra unit á thì đầu tiên là bắt buộc mọi người phải cần có cái game này nha mọi người. Cái game này thì hình như tôi biết sơ sơ thì mình vào mình cày thì vẫn có hay sao ấy, nhưng mà nó vẫn rất ở lâu. Còn nếu anh em nào mà muốn có nhanh thì cứ truy cập vào bên dưới comment của tôi nhé. Ok thì để tôi summon test thử cho anh em xem vài đường cơ bản nha. Thì summon một lượt thì anh em mất 50 game, còn 10 lượt là 500 game. Và nó sẽ random ra mấy con unit này nhá mọi người. Hiện tại thì đang có một con unit gọi là ông già đi mọi người ơi. Ok nhá, gọi thế cho nó tiện mấy ông ơi. Thì con đó thì tôi cũng có không mấy ông ạ. Đây là tôi có cái con này luôn, nhưng mà giờ chủ yếu tôi quay để tôi review cho mấy ông xem nhá. Ok em thử dưới bàn tay nhân phẩm của tôi ăn ở hiền lành như tôi thì ra được con unit nào xịn không nha mấy ông nha. Ok random thử nào. Ôi hình như của tôi nó bị full rồi mấy ông, hình như kho unit thì đựng được có 100 unit thôi. Thì game này tôi cũng mới chơi nè, tôi cũng chưa biết bán về sale như nào. Ở à, đây đây tôi biết bán về sale mấy ông ạ. Tôi sell bớt mấy con này nha. Anh em nào mà chưa có game chơi hoặc là chưa có unit á mà không có điều kiện á thì mọi người vui lòng để lại comment tên game ở phía dưới comment nhé. Tôi sẽ chọn ra ngẫu nhiên vài bạn để tôi tặng cho vài con chơi với mấy ông nha. Ok vậy thử với được 500 nhé mọi người nha. Trời ơi ra toàn ibis thôi, khá nhai phết đấy mấy ông ạ. Để tôi thử phát nữa nha. Ra sau này tôi xui dữ ta. Ôi tôi máu rẻ con gì đúng không ta, tôi máu rẻ con gì đúng không anh em? Còn được tôi xem lại nè. Tôi ủa nãy tôi rẻ con gì tôi cũng để ý mấy ông ơi, hình như rẻ con son cu này thì phải. Thì bỏ qua cái vấn đề summon nha. Thì ở trong cái summon này nó sẽ có một cái run reroll này nha mọi người. Cái run reroll này tôi chả biết tác dụng của nó là gì nữa do tôi cũng mới chơi, nhưng mà ở bên cái crafting này là để mình nâng cấp á mấy ông, nâng 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 cấp để mình hình như là mình có thể nâng cấp được mấy cái con unit của mình lên thì phải. Như cái con này tôi có nâng cấp lên rồi này. Thì chủ yếu tôi cũng mới chơi game này nên là cũng không có rõ mấy ông. Thì cái đây để mình add mấy cái gì vô đó mình nâng nâng cấp lên này nọ các kiểu á. Còn cái này Chan Rayron hình như cũng là nâng cấp luôn mấy ông ơi. Mà mấy cái này thì mấy cái crystal này thì mấy ông phải mua bằng Robux thì phải. Đâu đỡ tôi đi khám phá nào. Ở trong cái trong Guild này là cái bảng xếp hạng nha mấy ông. Trong Guild này là trong Guild Board này là bảng xếp hạng của mấy người chơi nha. Đây nhá, nó có thông số tất cả những người chơi đứng top luôn nè mọi người ơi. Đó, anh em nào mà muốn xem thì anh em vào đây anh em xem thử ai đứng top để anh em tranh top của họ nha. Ok. Tiếp tục thì tôi sẽ qua bên cái gì đây ta? Bên cái Shell này đúng không ta? Shell Ingate gì đây nè, tôi đọc tiếng Anh không giỏi nên mấy ông thông cảm nha. Ở trong này thì nó bán ở trong này nó bán mấy cái đồ để mấy ông mua về rồi mấy ông quay lại cái chỗ Simon hồi nãy để mấy ông gắn vào mấy ông nâng cấp á mấy ông. Thì ở trong đây nó bán mấy cái thứ đó nha mấy ông nha. Tiếp tục ở bên Rai hình như Rai này là đi 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 ải sao mấy ông, dạng như kiểu mà đi mà dạng như theo kiểu cấp độ nó khó ấy, mấy ông. Bên này hình như là bên này cái trading này là dịch chuyển thì phải. Còn nếu mà mấy ông muốn chơi thì mấy ông vào cái chỗ cái bờ ấy này nha mấy ông nha, ở trước mặt luôn này bờ ấy này vô. Và bữa này đó mấy ông bấm vô mấy cái phòng mà không có ai này thì nó cũng có rất là nhiều map cho mấy ông chọn luôn. Này do là tôi cũng chơi lâu rồi nên là tôi cũng mở khó được vài map rồi. Thì giờ tôi sẽ chơi thử cái map này cho mấy ông xem nhé. Ok tôi sẽ chơi thử một map cho mấy ông xem thử nha. Thì mới vào ở trong map này tôi thấy đồ họ nó cũng rất là đẹp đúng không ạ.
Nè, cây cấu nó có hiệu ứng ánh sình rung quê rung ngoại không nè, làm theo kiểu phong cách samurai Nhật Bản cổ xưa đồ các kiểu, có hoa anh đào đúng không? Mới đầu tiên vào nó sẽ tặng cho anh em đó chính là cái này, gọi là yên nha mấy ông, cái này gọi là yên nha, đơn vị yên nha, là tặng cho anh em là 500 yên nè. Thì mở có 500 là tôi chưa có cái gì để đặt ra hết, thì tôi sẽ chờ ra đủ 1.000 tôi sẽ đặt cái con kiến này rồi tôi test cho anh em xem nhé. Game này chơi cũng rất là vui đúng không mấy ông ơi. Game này nói chung mà map rộng thứ nhất nè, âm thanh nghe hay thứ hai nè, mà hiệu ứng skill của mấy con unit này cũng đẹp nữa, nói chung mà quá tuyệt vời mấy ông ạ. Ông nào mà đam mê anime thì chơi game này hợp yếu nha. Đặt con kiến ở đây, đây nè mấy ông xem đó, thấy chưa? Ôi hiệu ứng phải gọi tuyệt đỉnh mấy ông ạ, mấy ông coi nè. Trời ơi nhìn vậy mà mê kinh khủng mấy ông. Còn cái con này theo tôi được biết con này con farm tiền nha mọi người, con này để farm nha, con này để farm tiền nha mấy ông. Đây tôi đặt nè, hợp yếu nè, sau đó mình sẽ đặt cái con này. Theo tôi biết là cái con này là để bút đam hay sao mọi người. Nếu như tôi có nói sai thì tôi xin lỗi mấy ông nha, do tôi cũng mới chơi game này nên là tôi cũng không rành gì mấy đấy, tôi cũng đang trong quá trình gọi là tìm hiểu thôi mọi người. Chủ yếu là tôi đặt cái con này để tôi test cho mấy ông xem nè. Chắc là tôi nghĩ là mấy ông rất là thích tôi xem tôi chơi cái con này đúng không, cái con mà nó thuộc gọi màu đỏ này nè mấy ông. Ôi con này nhìn đỉnh quá mấy ông ơi. Đây giờ tôi đặt để tôi test cho mấy ông xem nha, từ cháo nó cũng xin nhự thôi mọi người ơi. Tí nữa tôi sẽ đặt cho nó ổn thỏa rồi đó, tôi sẽ đi khám phá cái map này cho mọi người xem nha. Đây mấy ông đợi tôi nâng cấp cho con kiến đó, mấy ông thấy chưa? Trời ơi mấy ông thấy hiệu ứng chưa, mấy ông thấy hiệu ứng chưa? Đây giờ tôi sẽ đặt cái ông bố già ra nha mọi người, gọi bố già cho tiện, cho ông này tôi thấy ông ông võ, gọi ông lão sư đi mọi người ơi, thấy ông vận đồ quả thật nè. Đây đỡ đỡ, bây giờ tôi nâng cấp cái con mà dạng như kiểu con vua kiến này lên nha mấy ông xem nhé. Con này nâng cấp mình khoảng tầm level 3 nó có thể bay lại, nó tấn công mấy cái con quái này được á mọi người. Đây mấy ông đợi tôi tí nhá, đây nâng cấp lên cho mấy ông xem nè. Đây 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 mấy ông xem nè, nó mà vô vào một cái rồi mua mấy ông ạ. Đây nè, bay không, bay chưa, bay chưa? Ui đó 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 đó, mấy ông thấy không, mấy ông thấy không? Trời ơi hiệu ứng action gọi siêu siêu gọi đẳng cấp rồi mọi người ơi. Game này mọi người không chơi là đúng thợ phí nha. Trời ơi mấy ông thấy chưa, mấy ông thấy nó đánh chưa, mấy ông thấy nó đánh chưa? Đánh như dây mà mấy ông còn chê được nữa thì tôi cũng chịu nha. Ui quái trong này gọi đa dạng, ui hiệu ứng nè. Thôi thì trong thời gian thì tôi cũng sắp xếp đội hình rồi, cũng khá là ổn rồi mấy ông ơi, cũng không có rủng đâu. Bây giờ thì tôi sẽ đi dạo vòng quanh trong cái map này xem thử nó có những gì nha mọi người nha. Ok. Thì đầu tiên tôi thấy trong này thì nó là mấy cái map kiểu như là mấy cái phong cách như kiểu kiểu như ta gọi tóm gọn này là mấy trong mấy cái bộ phim samurai hồi xưa đồ á mọi người. Đây nhá, samurai đồ á mọi người, đây đây hoa anh đào đồ các kiểu nè mọi người ơi. Ui ui ui, game này tính ra map cũng rộng ghê mọi người. Rồi không biết trên này leo được không ta, trên này giới hạn rồi sao ấy, nó giới hạn mọi người ơi, nó cũng tóm gọn như vậy thôi nhưng mà nó rất là rộng nha. Đâu đưa tôi xem thử cái nhà của tôi là nó đi từ đâu ta, từ nha mọi người nha, sẽ tôi xem thử nó mấy được. Vậy là mấy con quá nó sẽ đi từ đây nó đi tới đây, đi tới đây rồi nó sẽ đi từ đây đi tới đấu dữ trời, đi từ đây sau đó là nó sẽ cua qua đây, nó sẽ đi về tới đây, sau đó nó sẽ đi xuống này. Sao nó không chạy xuống này, đi xuống này chứ, đi xuống này cũng cho nó nhanh nhờ, cái game này tấu hài ta. Đó, sau đó nó sẽ chạy ra đây, còn đây là nhà của mình. Ủa sao không thấy thanh máu đâu hết ta. Đây đây đây, bây giờ tôi sẽ nâng cấp thêm cho cái con ôi mọi người thấy không, mọi người thấy không? Trời ơi hiệu ứng skill rồi, trời ơi con mắt nó sáng rồi mọi người, nhìn ngầu chưa mọi người. Ôi đẳng cấp ghê quá mọi người ta ơi. Tí nữa mình nâng cấp lên full thì mình mới thấy được cái hiệu ứng của nó đánh đẳng cấp cỡ nào phải không? Giờ mấy con này nó cũng còn cấp thấp thôi nên là đánh nó cũng chưa gọi hết sức mạnh của nó, chưa gọi hết skill nên là cũng chưa biết là nó hay như nào phải không? Tôi thấy con kiến này tôi chấm điểm cho nó 9/10 của nhà. Nó hiệu ứng quá mới gọi quá đẹp luôn mọi người ạ. Cái ải tôi chơi là tầm khoảng tới quay 10 âm mà nó kết thúc đó mọi người. Này giờ quay 12/10 âm luôn nè. Còn cái bên đây là cái số mà mấy con quái nó spam đây nha mọi người nha. Thì chơi game này cũng
dễ không mọi người. Mọi người chỉ cần vào, mọi người đặt rồi mọi người nâng cấp rồi mọi người chọn tem đi sao cho nó ngon là được. Nó cũng tựa tựa như game TOS thôi mọi người. Nói chung là gói chơi cũng như vậy luôn ấy. Anh em nào mà chơi TOS thấy chán thì có thể chạy qua game này chơi cũng giải trí cũng gọi ok phết. Do hiện tại game này đang nổi mọi người. Mới ra thôi mà nổi kinh khủng luôn. Có thể hiện tại bây giờ nó nổi hơn TOS luôn ấy mọi người ạ. Ôi, mấy ông thấy gì chưa? Mấy ông thấy gì chưa? Mấy ông thấy gì chưa? Như vậy à, đủ 10 điểm chưa mấy ông? Đủ chấm 10 điểm chưa nhờ? Mười điểm! Mười điểm! Ôi, mấy ông thấy không? Trời ơi, con này coi hiện tại đam của nó là 4.400 nè, nâng lên là nó xin 6.200, trời ơi, nó mạnh. Ôi, hai con kiến. Ác quá. Trời, tôi sẽ đặt thêm cái con này thì đây nữa mấy ông ạ. À. Ôi, full nó hả? À, không, không đủ vàng mấy ông ạ. Không đủ vàng, đây giờ đủ vàng này đặt đây nè. Như đặt trong này nó cũng có quy định về giới hạn nữa hay sao mọi người ơi. À, giờ tôi sẽ cố gắng tôi chơi đến quay cuối cho mọi người xem nhé. Ôi, không biết tôi không biết là máy yếu mấy ông chơi nó có gắt hay là không chứ. Tôi nghi bảo game này nó có tối ưu cho mấy cái máy ấu cho mấy cái máy yếu mọi người. Không có từ nào chê không mà nó thiệt là tôi chơi game này tôi thấy riêng về cái phản ứng là không có từ nào chê không. Nói chung mà quá đẹp, quá xuất sắc không. Bây giờ thì tôi sẽ chơi đến quay 15 nhé, hiện tại quay 14 nè mọi người ơi. Cũng thấy bình thường mấy ông thấy không? Đặt mấy con unit ra nó cứ ngồi để chơi thôi, quan trọng là unit của mấy ông mạnh mạnh tí mà mấy con unit này thì mấy ông quan trọng là mấy ông phải có thật nhiều game và thêm một chút phải gọi là độ may mắn mấy ông vào cái vòng summon ngay từ đầu video tôi giới thiệu mấy ông. Mấy ông vào đó mấy ông quay là sẽ được nha. Hên thì mong ra thôi, còn xui thì Gần shop tôi mua cho gậy mấy ông ạ. Đây nhá, hiện tại quay 15 là quay cuối nè mọi người ơi. Ôi, như quay này à. Quay thắng hay sao vậy ta? Ôi, máu trâu thế. Ôi, máu trâu vậy? Ủa, không không trâu đâu mọi người, máu cũng bình thường thôi. Ok nhé mọi người nhá. Tôi đã hoàn thành luôn nhé mọi người nha. Ủa, thắng chưa ta? Ok, thắng rồi nha mọi người. Một lần thắng thì mình sẽ được cộng thêm cái gì rồi chắc là thanh kinh nghiệm hoặc là chỉ số gì đó của mấy con unit thôi. Ngoài ra nó còn tặng thêm mấy cái vật phẩm như này và nó còn chơi cái này sẽ được tặng thêm game nữa nha mọi người. Thì cái quán này tôi chơi hình như được tặng 110 game thì phải. Nếu như anh em muốn chơi tiếp thì mọi người chọn bay Again hoặc là muốn thoát thì mọi người chọn lobby nha mọi người nha, cũng như tôi ép thôi mọi người ạ. Thì ok thì chốt lại, tôi thấy game này đồ họa thứ nhất là đồ họa đẹp, thứ hai là hiệu ứng âm thanh cũng gọi là xuất sắc luôn, thứ ba là về phần skill và mấy cái hiệu ứng của con unit này có thể không có từ nào chê luôn mọi người ạ. À, quên quên nói với mọi người là cái phần quay summon này là nó sẽ thay 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 đổi theo thời gian nha mọi người. Thì có thể anh em thấy cái con ông già này lúc bây giờ chứ tí nữa anh em vào lại nó sẽ đổi con khác nhé mọi người nhé. Thì anh em có muốn gì thì mọi người vào đây mọi người săn nha. Ok mọi người nha. Thì clip này tôi cũng giới thiệu cho mọi người con game đến đây thôi. Clip sau tôi sẽ test mấy con unit nào mà xịn xịn nhé mọi người nhé. Thì nếu như mọi người thấy thích video này của tôi thì có thể cho tôi xin một lượt tim, một like, một chia sẻ cũng như là một comment để đánh giá chất lượng video này của tôi như nào nha. Còn thiếu sót ở đâu thì mong mọi người góp ý nha. Ok, còn bây giờ thì bye bye mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở clip sau nha. Bye bye.